Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị, chào các đồng chí. Rất vui gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục Quốc phòng toàn dân Tuyên Quang kỳ 2 tháng 8 năm 2020. Thưa quý vị và các đồng chí, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 vừa tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác cứu hộ cứu nạn năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trong Quân khu 2 luôn chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời các tình huống thiên tai, sự cố, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo hiệu quả, góp phần làm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Trên địa bàn Quân khu, 7 tháng đầu năm 2020 xảy ra 23 vụ cháy rừng, 17 vụ hỏa hoạn, 3 vụ tai nạn nghiêm trọng, 70 vụ dông lốc mưa đá, hậu quả làm chết 38 người, bị thương 68 người, sập đổ, tốc mái, hư hỏng 20.170 nhà dân và các công trình công cộng. Các đơn vị đã huy động gần 5.000 lượt cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm được 21 nạn nhân do nước cuốn và đất đá vùi lấp, làm mới 32 nhà dân, sửa chữa trên 17.000 nhà dân. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải yêu cầu các đơn vị cần dự kiến được kịch bản áp dụng cho từng phương án xảy ra thiên tai, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy các địa phương, đơn vị đối với nhiệm vụ đặc biệt này, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, phát huy lực lượng tại chỗ, công an, biên phòng làm nòng cốt trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt công tác phối hợp hiệp đồng giữa cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2020. Đánh giá công tác giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua cho thấy, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại các cơ quan đơn vị, luôn chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng, tổ chức hội thi cán bộ nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị trong đơn vị, duy trì nghiêm nề nếp chế độ giáo dục chính trị theo đúng quy định, chất lượng nội dung biên soạn tài liệu được nâng lên. Thông qua công tác giáo dục chính trị đã định hướng đúng về tư tưởng, xác định ý chí quyết tâm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, góp phần quan trọng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng được nâng cao. Trong các ngày từ 24 đến 27 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tập huấn công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt năm 2020. 28 đồng chí chính trị viên phó, trợ lý chính trị phụ trách công tác dân vận của các cơ quan đơn vị và Ban Chỉ huy quân sự các huyện thành phố đã tham gia tập huấn. Trong 4 ngày tập huấn, các học viên được tập trung học tập nghiên cứu các nội dung về công tác dân vận của quân đội tham gia đấu tranh phòng chống, lợi dụng các vấn đề về dân tộc tôn giáo, chống phá cách mạng Việt Nam, tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn. Một số nội dung cơ bản về công tác tuyên truyền, đặc biệt của quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của quân đội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo, kinh nghiệm của lực lượng vũ trang trong tham gia giải quyết điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cùng một số nội dung thiết thực khác. Lớp tập huấn là dịp để giúp cho chỉ huy và cán bộ dân vận trong các cơ quan đơn vị nắm chắc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt ở đơn vị và địa bàn. Thưa quý vị và các đồng chí, trước diễn biến mới của dịch COVID-19, trong thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế tỉnh và sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng trong quân đội. Cùng với lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ về tình hình, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phòng tránh lây nhiễm theo quy định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện chặt chẽ việc đo thân nhiệt hàng ngày đối với cán bộ chiến sĩ trước khi vào đơn vị làm việc. 100% quân nhân khách đến làm việc tại đơn vị khi ra vào đều phải đeo khẩu trang. Quân y các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp khử trùng sát khuẩn tại doanh trại, nơi cán bộ chiến sĩ ăn ở học tập và công tác, chủ động theo dõi, tăng cường giám sát chặt chẽ sức khỏe bộ đội và khách ra vào làm việc tại cơ quan, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm để tổ chức cách ly theo quy định.
Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ là những nội dung quan trọng mà Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang luôn tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong suốt những năm qua. Qua thực hiện chỉ thị đã tạo sự chuyển biến tích cực toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Từ nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang xác định đây là điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ đẩy mạnh thi đua, rèn đức, luyện tài, kế thừa và phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống trung thành, đoàn kết, anh dũng chiến thắng của lực lượng vũ trang tỉnh. Từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để triển khai thực hiện. Xác định rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả, tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những khâu đột phá của từng cơ quan đơn vị. Học Bác trước tiên là học cách tự học, tự rèn, tự vượt khó. Điều này đã được thể hiện ở những mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhiều sáng kiến được ứng dụng vào thực tế đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó có sáng kiến giá bảo quản vũ khí hỏa lực. Xuất phát từ những khó khăn mỗi khi phải tổ chức bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí hỏa lực như súng cối, súng DKZ trước và sau tổ chức bắn đạn thật. Để giúp cho công tác bảo dưỡng thuận lợi và đảm bảo an toàn cho người trực tiếp bảo quản bảo dưỡng, Trung úy Hà Doãn Thưởng, nhân viên bảo quản ở Đại đội Kho Vũ khí Đạn, Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã nghiên cứu ra sáng kiến này. Trong quá trình thử nghiệm tại đơn vị thì nó đem lại cái kết quả là quá trình bảo quản vũ khí sau khi bắn thì bảo quản trong môi trường nước và dầu mỡ ở nhiệt độ cao thì là tránh được cho nhân công là về cái đảm bảo là không bị bỏng giáp và mất an toàn trong quá trình bảo quản. Tấm gương Trung úy chuyên nghiệp Hà Doãn Thưởng là một trong những điển hình tiên tiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang trong thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua thực tiễn trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, nhiều cá nhân và tập thể được các cấp khen thưởng, tiêu biểu như tập thể Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tuyên Quang, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chiêm Hóa, Ban Tuyên huấn Phòng Chính trị, Ban Quân lực Đại đội 20 Phòng Tham mưu và nhiều tấm gương điển hình tiên tiến khác. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các cái chỉ tiêu và cái mô hình cụ thể và thiết thực. Là chú trọng việc nêu gương của cán bộ chủ trì trong thực hiện chuẩn mực đạo đức và quy định những cái điều đảng viên không được làm, nhân rộng các cái mô hình, cách làm hay và điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực hơn, trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt phương châm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn học tập và làm theo, lấy làm theo là chính, đồng thời tích cực tìm tòi sáng tạo những nội dung, biện pháp, mô hình mới, kiên quyết đấu tranh với bệnh hình thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ chiến sĩ, chú trọng việc nêu gương của đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp, đồng thời thường xuyên thực hiện chỉ thị 05 với các tiêu chí của phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các đồng chí, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang là cơ quan trung tâm hiệp đồng tham mưu cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác quân sự quốc phòng địa phương. Nhận thức rõ vai trò quan trọng đó, cán bộ nhân viên chiến sĩ Phòng Tham mưu luôn chủ động tích cực đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Trong những năm qua, Đảng ủy Chỉ huy Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tập trung tham mưu cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện quy luật,
nhất là tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá về huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, tổ chức biên chế và cải cách hành chính, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật. Nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng nội dung chương trình kế hoạch đề ra. Kết quả huấn luyện cho lực lượng thường trực hàng năm đều có 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá giỏi. Đã chỉ đạo các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện các nội dung về chuyên ngành để cán bộ chiến sĩ thành thục về kỹ thuật chiến thuật, phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng xử lý tốt tình huống xảy ra. Trong huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát, củng cố, đảm bảo cả về quân số và chất lượng chính trị. Do đó, 100% các đơn vị dân quân tự vệ trong tỉnh đã hoàn thành tốt công tác huấn luyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trong đó có nhiều đơn vị huấn luyện đạt kết quả giỏi. Đối với nhiệm vụ huấn luyện, lực lượng dự bị động viên đã chú trọng làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện tốt phương châm huấn luyện thiết thực, chất lượng, hiệu quả, gắn huấn luyện với duy trì thực hiện nghiêm kỷ luật và thực hiện nền nếp chính quy. Qua đó, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao. Kết quả huấn luyện hàng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% đến 80% đạt khá giỏi. Bên cạnh đó, phòng còn chỉ đạo hoàn thành tốt nhiều cuộc diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó cháy rừng, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện, cấp xã. Đảng ủy, chỉ huy phòng tham mưu đã tập trung tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chính trị tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Thực hiện hiệu quả khâu đột phá về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, phương án ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là tham gia thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cuộc diễn tập cùng thủ tỉnh năm 2019. Các chế độ xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật trong cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phòng tham mưu đã tập trung xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và đạo đức, quán triệt cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về công tác xây dựng Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên củng cố kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, qua đó không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng. Trong thời gian tới, Đảng ủy, Chỉ huy phòng tham mưu xác định tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chính trị tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo phương châm đúng, trúng, hiệu quả, sát thực tế địa phương, phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập ở các cấp cho các đối tượng, duy trì thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt công tác tuyển quân, động viên quân nhân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc. Những phương pháp đổi mới sáng tạo trong hoạt động của phòng tham mưu đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục quốc phòng toàn dân Tuyên Quang kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí.